The Legend of Magical Heroes được phát triển từ ý tưởng kết hợp các bộ manga anime đình đám để tạo nên một thế giới độc đáo cuốn hút. Và vai một bậc thầy thẻ bài anh hùng, thông qua khả năng xây dựng đội hình và tài năng chiến thuật của mình, người chơi sẽ bắt đầu cuộc hành trình cứu rỗi thế giới. Trò chơi tái hiện hoàn hảo những gì là đặc trưng nhất của các nhân vật trong các bộ manga anime đình đám, bao gồm các ngoại hình, tính cách tới kỹ năng chiến đấu. Hơn thế nữa, thông qua công nghệ thiết kế tân tiến, đội ngũ sản xuất đã mang tới cho người chơi những kết xuất hình ảnh đầy chất lượng, hiệu ứng hình ảnh bắt mắt, cùng hệ thống chuyển động mượt mà chân thực. Ngoài ra, việc kết hợp giữa thế giới anime manga cũng được đội ngũ sản xuất tận dụng triệt để mang tới rất nhiều bối cảnh phong phú, từ làng lá trong Naruto tới nhà hàng trên biển trong One Piece, vân vân. Tất cả hứa hẹn sẽ mang tới cho người chơi những trải nghiệm đồ họa tuyệt vời trong quá trình thưởng thức của game. The Legend of Magical Heroes mang tới cho người chơi một lối chơi chiến thuật đầy truyền thống khi tập trung vào trải nghiệm xây dựng và phát triển đội hình thay vì hướng về các trận chiến. Điều này giúp trò chơi dễ dàng tận dụng được sự phong phú của dàn nhân vật, cũng như mở ra cơ hội cho người chơi sáng tạo nên nhiều đội hình, cũng như phong cách chiến đấu mang đậm dấu ấn cá nhân. We'll be right back.